Mến chào tất cả anh em. Hôm nay em làm một video về cách ghép lối một bộ dàn karaoke gồm 3 thiết bị anh em nhé. Ở đây có 3 thiết bị. Đầu tiên là một con mic không dây DB Acoustic mang nhãn hiệu là DP550 Plus anh em nhé. Một dòng mic phải nói là cực kỳ cao cấp nhé. Rất cao cấp ở bên em. Mic cầm rất chi là đầm tay nhé. Và phải nói là mic rất chi là bắt mic. Bắt rất xa, tầm 100 đến ngoài 100 mét anh em nhé. Mic chuyên dùng cho sự kiện. Pin phải nói là cực kỳ bền luôn. Pin anh em có thể hát trong vòng 4 đến 5 tiếng thoải mái nhé. 4-5 tiếng thoải mái. Độ pin rất chi là bền nhé. Và giá của con này là 4 triệu 500 nghìn anh em nhé. 4 triệu 500 nghìn cho mic này, cho bộ mic này. Tiếp theo là một con Vanker Zia KM8 Epic. Một dòng Vanker cao cấp, có rất nhiều những cái chế độ chỉnh nhá, chỉnh tay anh em nhá, delay, repeat, gì vật nhá, effect tổng, music tổng và đường mic. Và đặc biệt là nó có chế độ 8 chế độ nhá, 8 chế độ chỉnh echo và gì vật anh em nhá, anh em có thể tùy chỉnh. Đằng sau có cổng quang, mặt trước thì có bluetooth anh em nhá. Rất dễ sử dụng. Đây là những nút Xcenter Pad và chung check, rất dễ chỉ cho anh em chỉnh tay cho đường mic. Và đây là Pad Min check cho đường chỉnh nhạc. Và nó là cực kỳ dễ chỉnh. Giá của con này là 2 triệu 2, bên em đang giao bán là 2 triệu 2 nha. Và tiếp theo là một cục đẩy MUX mang nhãn hiệu LA450 anh em nhé. Ở đây là đẩy 2 kênh, công suất chuẩn là 450 đến 500W trên kênh. 450 đến 500W trên kênh. Con đẩy này anh em có thể chơi được cặp bass 30 nhé. Và một cặp 25 nhé, dư công suất cho anh em nhé. Một cặp 30 và một cặp 25 nhé. Đánh căng ghét cho anh em luôn, bao phê cho anh em. Giá rất rẻ. Giá chỉ có 3 triệu 7 cục đẩy thôi. Và để đi vào ghép lối giữa 3 thiết bị này thì anh em chuẩn bị cho em một cặp dây ca lông nhá. Một cặp dây ca lông. Đây là đầu dây ca lông cái nhá. Anh em có thể cắm cho em vào đầu output của con vang nhá. Vào đầu G và L đấy. G và L của con vang. Đấy, cắm giờ là của con vang. Hai đầu còn lại của ca lông anh em cắm cho em vào đường input của đẩy anh em nhé. Đấy, rất nhanh và đơn giản. Và tiếp theo chúng ta lấy dây AV, lấy đi nhạc từ máy tính hoặc điện thoại anh em nhé. Anh em cắm cho em vào đường AUX1 hoặc AUX2. Ở đây em sẽ cắm vào AUX1. Còn jack 6 ly này anh em nhé. Jack 6 ly này anh em cắm cho em vào đường output của mic và đường mic 1. Ở đây có mic 1, mic 2 và mic 3. Mic 1, mic 2 và mic 3. Anh em có thể tùy cắm vào từng mic, nhưng đây em cắm vào mic 1. Rất đơn giản nhá. Rất đơn giản và nhanh, hiệu quả. Như vậy là chúng ta đã ghép lối xong nhá, một bộ dàn karaoke. Giờ em đi vào tiếc nhạc. Em sẽ bật điện nguồn lên. Đấy. Khi bật điện nguồn lên đấy, ở đây là nó cài đặt tất cả là 8 chế độ đấy. Chế độ 4, chế độ 5 là anh em để thường là chế độ 5 nhé, anh em để hát karaoke nhé. Đấy.
rất chi là hay nhá. Ở đây em có dùng thêm một cặp loa FT1 KT12 nhá, bass 30 từ leo anh em nhá, bass leo từ leo. Dòng này bên em giao bán là 9,5 triệu nhá, 9,5 triệu cặp loa này. 9,5 triệu phải nói là rất chi là chất lượng nhá. Đấy, rất chi là hay nhá. Đây là em mới nhích nhỏ lên đây nhá, nói là một bộ dàn cực kỳ chất lượng. Đây, vậy là chúng ta đã ghép lối thành công nhá. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhá ở video tiếp theo. Anh em nhớ nhấn chuông, đăng ký kênh để nhận được video tiếp theo anh em nhé.